Triệu Vi giải khuây bên đồng nghiệp trẻ. Nữ diễn viên Triệu Vi chia sẻ hình ảnh bản thân bên một người đàn ông trẻ và bày tỏ những cảm xúc rất thật trong cơn say. Trong ảnh, Triệu Vi mới chia sẻ, cô mặc áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Người đàn ông trẻ bên cạnh cô mặc áo đen, đeo kính gọng đen, ước chừng kém Triệu Vi chục tuổi. Bức hình Triệu Vi đăng cho thấy cô gầy hơn trước rất nhiều, vì thế đôi mắt càng to tròn, biểu cảm. Trong một bức ảnh khác, Triệu Vi và người đàn ông bên cạnh cô vai kề vai thân mật. Trên miệng cô ngậm một chiếc miếng, trên miệng cô ngậm một miếng gà rán. Cả hai dường như đã uống rất nhiều rượu, khuôn mặt đều đỏ bừng. Không chỉ khoe ảnh bên bạn, Triệu Vi đăng một bức ảnh chân dung cô, kèm theo những lời bình chữ nặng tâm tư. Con người nhỏ bé, từng yêu sâu đậm. Theo lời Yifeng, đây là bức ảnh mà người thanh niên vẽ tặng Triệu Vi và khiến cô rất thích, nên cô mới khoe trên mạng xã hội như vậy. Việc Triệu Vi đi uống rượu với chàng trai trẻ gây ra nhiều xì xào trong khán giả. Nhiều người cho rằng tâm lý của nữ diễn viên dạo này không tốt, bởi cô nhiều lần bị bắt gặp đi uống rượu, còn lúc say xỉn đứng không vững và phải có bạn đỡ. Triệu Vi và chồng được cho là đã không còn bên nhau. Đây là nguyên nhân khiến tâm tư Triệu Vi có lúc không vui. Từ 2 năm trở lại đây, hai người không còn chung một khung hình. Trên trang cá nhân của Triệu Vi cũng không có bất cứ hình ảnh nào của ông xã cô. Gần đây, Triệu Vi còn gặp rắc rối khi cổ phiếu của cô tại 3 công ty bị đóng băng, không được giao dịch, gây ra sự thâm hụt hơn 7 triệu nhân dân tệ trong tài sản. Triệu Vi là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, được biết đến qua nhiều bộ phim như Hoàn Châu Cách Cách, Tịch Dương Thiên Sứ, Tân Dòng Sông Ly Biệt. Cô đồng thời là đạo diễn, nhà sản xuất, có được sự yêu mến của khán giả lẫn sự tín nhiệm của đồng nghiệp. Cô kết hôn bí mật với doanh nhân người Singapore gốc Hoa là Huỳnh Hữu Long. Tuy nhiên, hiện tại đã bị đồn, đã ly hôn. Khi vợ chồng còn hòa hợp, Triệu Vi và Huỳnh Hữu Long được đánh giá là cặp đôi giàu nhất nhì giới giải trí Trung Quốc nhờ đầu tư vào nhiều lĩnh vực bất động sản, trang sức, rượu. Họ có nhiều nhà đất, sở hữu trang trại rượu Chetos Marlott ở vùng San Emilion. Họ có nhiều nhà đất, sở hữu trang trại rượu Chetos Marlott ở vùng San Emilion, miền Tây Nam nước Pháp.